Mời các bác chiêm ngưỡng xe Grey Thiên. Xe này sắp sửa hoàn thiện. Đó, xe chàng trai 36. Cực kỳ chất. Đang quá trình lắp ráp cái bộ trợ lực này nha. Hay. Chàng trai 36 HP. Sắp sửa hoàn thiện rồi nha. Đây chàng trai. Đây là máy Đồng Phong. Anh em đang quá trình đang làm. Đây là chủ xe nha. Chủ gara. Xe này cũng lắp bộ 4 số. Đây làm như con này này. Con này thì nhỏ gọn. Con này nhà máy Cao Phong luôn. Con này máy 30. Làm y như con này nha các bác. Đó. Thì con này nó to hơn. Cầu nó lớn hơn. Con kia cầu Bắc Kinh. Con này cầu tải, cầu 2 tấn. Cầu 2,5 tấn rồi. Xe này cực kỳ rộng nha. Xe này cũng gần hoàn thiện rồi. Xe nhan lắp. Đi. Xe này có tơi luôn nha. Xe công nông phải có tơi nha. Các bác nên làm tơi. Không làm tơi thì mắc lầy một cái là xong luôn. Hôm nay cho hai anh thợ lên truyền hình. Rồi, kết thúc clip nha các bác. Hẹn các bác clip sau nha. Lần sau em sẽ test hai chiếc con đầu ngang nha. Khi nào hoàn thiện sơn xong rồi chạy thử cho các bác xem nha. Rồi, hẹn các bác clip sau.